tung laptop đánh vào đầu bạn trai vì dám nhìn cô gái khác. Sự việc xảy ra khi chuyến bay của hãng hàng không American Airlines từ thành phố Miami đến Los Angeles, Mỹ chuẩn bị cất cánh và được một hành khách trên chuyến bay ghi lại được cho thấy khoảnh khắc một nữ hành khách bất ngờ nổi giận và liên tục la hét với bạn trai của mình ngồi ở ghế bên cạnh. Người phụ nữ này đã trở nên nổi giận sau khi bạn trai của cô nhìn một cô gái khác trên máy bay, khi người phụ nữ càng trở nên giận dữ và mất kiểm soát, một nữ tiếp viên đã tìm cách can thiệp để làm dịu tình hình tuy nhiên người phụ nữ vẫn tiếp tục la hét và tấn công bạn trai của mình bằng laptop nhiều hành khách cũng đã không giữ được bình tĩnh trước sự việc diễn ra nữ tiếp viên hàng không đã yêu cầu cặp đôi này mang hành lý ra khỏi chỗ ngồi để đi về phía trước máy bay và trong lúc đang bước ra dọc hành lang người phụ nữ đã bất ngờ sử dụng chiếc laptop đang cầm trên tay để đập vào đầu bạn trai của mình người bạn trai đã được yêu cầu đi lên phía trước để tránh cơn giận dữ của người phụ nữ tuy nhiên cô này vẫn tiếp tục đuổi theo và liên tục sử dụng chiếc laptop như một thứ vũ khí để tấn công bạn trai mình một tiếp viên hàng không cũng đã bị đập chiếc laptop vào đầu trong lúc đang can ngăn cặp đôi này lực lượng an ninh sau đó đã được huy động để buộc cả hai hành khách này phải xuống máy bay hiện cô đang phải đối mặt với tội danh tấn công người khác nhưng không bị bắt giữ sự việc đã khiến cho chuyến bay phải khởi hành trễ hai tiếng so với dự định đoạn clip về tình huống bi hài này đã nhanh chóng gây sốt sau khi được đăng tải lên mạng xã hội và hút hút hàng triệu lượt xem bình luận và chia sẻ